là xã nằm ven sông Cấm. Hoàng Động là địa bàn rộng có hơn 3.000 hộ với gần 9.200 nhân khẩu. Phát huy lợi thế ven sông, trên địa bàn xã các bến đò ngang, bến tàu, cảng nội địa và khu công nghiệp Nam Cầu Kiền với hàng chục công ty sản xuất kinh doanh đã tạo điều kiện cho kinh tế xã hội địa phương phát triển đa dạng và phong phú. Song cùng với đó, trên địa bàn xã tương đối phức tạp bởi phần lớn dân sinh sống theo ven sông và có lượng công nhân lớn ở nhiều tỉnh thành khác đến làm việc và sinh sống. Hoàng Động là địa bàn đã từng có chùm ca bệnh COVID-19 vào đầu năm 2021. Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã phong tỏa toàn bộ thôn nơi động theo chỉ thị 16 của chính phủ, thực hiện làng cách làng, nhà cách nhà, lương thực thực phẩm thiếu thốn được nhân dân thành phố và huyện tập trung cung cấp, hỗ trợ tình người như thêm gắn kết. 14 ngày giãn cách căng như dây đàn rồi cũng qua đi, trả lại cho không khí thanh bình của làng. Trước tình hình đó, để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng chống dịch COVID-19, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân, lực lượng công an xã Hoàng Động thường xuyên nắm chắc diễn biến tình hình cơ sở, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, chủ động xây dựng các kế hoạch hoạt động với từng nhiệm vụ cụ thể của công việc. Thực hiện công văn số 4798 UBND-VX, công văn số 4844 UBND-VX và công văn số 4958 UBND-VX của thành phố Hải Phòng, từ thực hiện bổ sung đến tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Văn bản 5180 UBND-VX yêu cầu tăng cường việc kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện vận tải hàng hóa vào thành phố Hải Phòng và các công văn hướng dẫn của huyện về thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19. Hơn bao giờ hết, lực lượng công an xã trở thành chiến sĩ trên tuyến đầu chống dịch. Công an xã Hoàng Động đã chủ động, linh hoạt, tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch, làm cam kết thực hiện phòng chống dịch đến 100% các hộ kinh doanh dịch vụ. Thực hiện hướng dẫn chỉ đạo của công an xã Hoàng Động là phòng chống dịch COVID, là yêu cầu tất cả các quán là không được cho người dân ăn ở trong quán. Thì quán em cũng là chấp hành thực hiện theo chỉ định của công an xã Hoàng Động là không cho người dân vào trong quán ăn và bán hàng mang về nhà. Và khi mà người dân vào trong quán ăn thì quán em cũng là nhắc nhở những ai không đeo khẩu trang và sát khuẩn tay khi vào trong quán em mua hàng mang về. Công an xã Hoàng Động hiện được biên chế 5 đồng chí công an chính quy và 8 công an viên cùng các hoạt động chuyên môn. Những ngày này, nhiệm vụ chống dịch được Ban công an xã đặt lên hàng đầu. Mỗi ngày, Ban công an lên lịch tuần tra 3 lần. Sáng thì tại các điểm chợ, quán ăn sáng, bến đò ngang để nhắc nhở nhân dân thực hiện nghiêm túc 5K về chống dịch COVID-19. Buổi chiều, tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm. Buổi tối, tuần tra linh động. Trong đợt tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trong công tác phòng chống dịch COVID-19, công an xã đã xử phạt hành chính 13 trường hợp chủ yếu không đeo khẩu trang, ra ngoài đường trong giờ cấm nghiêm không có lý do. Qua đó đã tạo ý thức chấp hành cho người dân nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Đặc biệt, tại các bến tàu, chủ tàu đều cam kết không để thủy thủ tàu lên bờ. Hơn 500 công nhân trong khu công nghiệp, phần lớn là người địa phương, cũng đã được bố trí ăn ở làm việc tại công ty, không về nhà trong đợt chống dịch cao điểm này. Trên địa bàn xã Hoàng Động, thì ngoài các cơ sở kinh doanh trên địa bàn, còn có các bến bãi, có tàu thuyền neo đậu. Công an xã đã chủ động phối hợp với các cơ quan ban ngành, đặc biệt là Phòng Cảnh sát Giao thông Đường Thủy, Công an thành phố Hải Phòng và Bộ đội Biên phòng kiểm soát chặt chẽ các tàu ra, tàu vào, đảm bảo các yếu tố trong quá trình phòng chống dịch. Tính đến thời điểm hiện tại thì công tác phòng chống dịch trên địa bàn xã Hoàng Động ổn định, chưa phát hiện những cái trường hợp nào mắc nghi hoặc mắc các ca bệnh. Trong thời gian tới thì lực lượng công an xã tiếp tục phối hợp với các ban ngành của huyện, của xã và bám sát các chỉ đạo của các cấp trên. Đấy. Phối hợp chặt chẽ với y tế trong công tác rà soát các nhân khẩu, hộ khẩu từ các vùng dịch hoặc từ tỉnh ngoài để có các biện pháp
cách ly phù hợp, cũng như là tiếp tục tuyên truyền và tuần tra chốt điểm xử lý các trường hợp vi phạm. Từ những định hướng đến hành động cụ thể, lực lượng công an xã Hoàng Động đã thực sự là những tiên phong chống dịch, cùng nhân dân toàn huyện, thành phố làm tốt nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh, không để dịch bệnh lây lan và bùng phát. Tinh thần chống dịch như chống giặc của lực lượng công an một lần nữa cho thêm vững niềm tin xã Hoàng Động nói riêng và huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng nói chung sẽ đẩy lùi dịch bệnh, giữ chắc địa bàn sạch, không có dịch Covid-19, đem lại bình yên vốn hiện hữu bấy lâu nay của thành phố Hoa Phượng Đỏ.